tàu Chandrayaan-3 đã hạ cánh thành công xuống vùng cực nam mặt trăng. Đây là bình minh của một Ấn Độ mới. Chưa nước nào từng chạm đến khu vực này. Chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, chúng tôi thật sự tự hào. Thế nhưng, tàu của Ấn Độ chưa hề chạm đến cực nam mặt trăng. Vị trí hạ cánh của nó được mô tả hoàn toàn không chính xác. Mặt trăng giờ đây đã trở thành đấu trường để các cường quốc khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng làm chủ công nghệ của mình. Sự tham gia của tay chơi mới nổi Ấn Độ đã làm cuộc đua gay cấn hơn bao giờ hết. Và đặc biệt, đáng chú ý là cuộc so găng giữa nước này với kỳ phùng địch thủ Trung Quốc. Xin chào các bạn đang quay trở lại với chương trình Khoa học Vũ trụ. Thưa các bạn, cách đây hơn 2 tháng, Ấn Độ tuyên bố đạt được thành công lịch sử, chính thức ghi tên vào danh sách những nước đưa tàu đổ bộ lên mặt trăng, bên cạnh Mỹ, Liên Xô cũ và Trung Quốc. New Delhi cũng tự hào đến được cực nam mặt trăng, nơi các nước khác chưa thể chạm đến. Thế nhưng không lâu sau đó, các nhà khoa học New Delhi nhanh chóng bị các đồng nghiệp Bắc Kinh tạt gáo nước lạnh. Ngày 23 tháng 8 năm 2023 đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử hàng không vũ trụ Ấn Độ. Quốc gia này tuyên bố dự án Chandrayaan-3 thám hiểm mặt trăng thành công ngoài dự kiến. Bên cạnh mục đích nghiên cứu khoa học, Chandrayaan-3 được xem là sứ giả giúp New Delhi gửi đi thông điệp. Họ đã làm chủ công nghệ khám phá không gian và sẽ tích cực đóng góp vào kho tàng trí thức của nhân loại. Cụ thể, lúc 19h33 phút ngày 23 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ISRO thông báo tàu đổ bộ Vikram thuộc dự án Chandrayaan-3, tiếng Hindi và tiếng Phạn nghĩa là phương tiện thám hiểm mặt trăng, đã đổ bộ thành công xuống cực nam mặt trăng, chưa đầy một tuần sau khi sứ mệnh thám hiểm Luna 25 của Nga thất bại. Thời khắc con tàu chạm xuống bề mặt của thiên thể khiến các nhà khoa học và người dân Ấn Độ vỡ òa trong sung sướng vì quốc gia Nam Á đã chính thức chạm đến giấc mơ mặt trăng. Và đặc biệt hơn là tàu đổ bộ đã hạ cánh gần khu vực vẫn nằm ngoài sự hiểu biết của nhân loại. Dự án Chandrayaan-3 tiêu tốn khoảng 75 triệu đô la Mỹ, ngân sách của Ấn Độ. Đây là sứ mệnh lớn đầu tiên từ khi chính quyền Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố thúc đẩy hoạt động chinh phục không gian, kêu gọi các tập đoàn tư nhân mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực khám phá vũ trụ. Trước đó, vào năm 2020, dự án Chandrayaan-2 của nước này phóng thành công tàu thăm dò lên quỹ đạo trái đất và sau đó lên đường tiến đến mặt trăng. Song khi cố gắng hạ cánh xuống bề mặt cực nam, con tàu và xe tự hành đã gặp một số trục trặc khiến nhiệm vụ đổ bộ thất bại. Trong chuyến thám hiểm Chandrayaan-3, tàu Vikram đáp xuống cùng một robot tự hành nhỏ có tên Pragyan. Bộ đôi có nhiệm vụ tiến hành thu thập mẫu đất đá và những thông tin về bầu khí quyển, nhiệt độ và bề mặt. Tuy nhiên, một nhà khoa học Trung Quốc khẳng định tàu thăm dò Ấn Độ không thực sự đến được cực nam của mặt trăng do nó đáp xuống một vị trí cách đó rất xa. Vì vậy, Trung Quốc vẫn còn cơ hội tiên phong thám hiểm khu vực này. Vài ngày trước dịp lễ Trung Thu, nhà khoa học vũ trụ hàng đầu Trung Quốc Huang Yang Liyuan tuyên bố tàu Ấn Độ thực sự cách rất xa cực nam mặt trăng. Theo tôi, có hai điều cần làm rõ về vấn đề đổ bộ của tàu Vikram. Đầu tiên, vị trí hạ cánh của nó được mô tả hoàn toàn không chính xác. Qua tính toán, chúng tôi nhận thấy nó cách vùng cực nam mặt trăng ít nhất 619 km. Thứ hai, mọi người đã quá lạc quan về triển vọng tìm thấy nước đóng băng ở đây. Tuy không bác bỏ giả thuyết này, nhưng tôi cho rằng bây giờ là quá sớm để khẳng định điều đó. Chúng ta cần nghiên cứu nhiều hơn. Ông Hoa Giang nói với tờ China Science Daily trong một cuộc phỏng vấn. Và có lẽ cơ hội đã mỉm cười với Trung Quốc vì hai sứ giả của Ấn Độ có vẻ như khó có thể hoàn thành sứ mệnh khi đối mặt thời tiết siêu khắc nghiệt trên mặt trăng.
Sau hành trình 14 ngày ở mặt trăng, tương đương một ngày ở trái đất, bộ đôi Vikram và robot Prajñan đã được Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ISRO đưa vào chế độ ngủ đông trong 14 ngày tiếp theo, tương đương một đêm ở trái đất, để tránh cái lạnh cực hạn ảnh hưởng thiết bị bên trong. Theo dự kiến, cả hai sẽ được đánh thức trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 9 để tiếp tục sứ mệnh. Nhưng đến nay, chúng vẫn chưa phát tín hiệu phản hồi, dù ISRO và cơ quan vũ trụ các nước nỗ lực liên lạc. Em Sankaran, giám đốc trung tâm vệ tinh URL, khẳng định ISRO sẽ không từ bỏ nỗ lực dù biết hy vọng là rất mong manh. Theo các nhà khoa học, thời tiết ban đêm trên mặt trăng rất lạnh, nhiệt độ gần các cực của nó có thể giảm xuống âm 180 độ C đến âm 253 độ C. Tàu đổ bộ Vikram và tàu thăm dò Prajñan không được thiết kế để tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, nên có khả năng các tấm pin của chúng đã bị ảnh hưởng. Nếu không tỉnh giấc, chúng sẽ mãi mãi ở lại mặt trăng với tư cách đại sứ của Ấn Độ. Chúng đã làm được điều vĩ đại cho đất nước chúng tôi, cũng như sứ mệnh chinh phục mặt trăng của nhân loại, đại diện của ISRO cho biết. Về phía Trung Quốc, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia CNSA ngày 29 tháng 9 tuyên bố sẽ đưa tàu vũ trụ không người lái Hằng Nga 6 tới cực nam mặt trăng vào đầu năm 2024, tiếp tục theo đuổi mục tiêu tiên phong khám phá vùng tối mà chưa nước nào chạm đến. Phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 6 lên vùng tối của mặt trăng là dự án đầy tham vọng của Bắc Kinh, bởi hiện tại những hiểu biết của khoa học về khu vực này rất ít. Các nhà nghiên cứu cũng chưa thể lường trước được những rủi ro khi đưa tàu khám phá khu vực này. Trong chuyến thám hiểm vào năm tới, CNSA cho biết các đối tác từ Pháp, Ý, Pakistan và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA sẽ gửi đến số thiết bị chuyên dụng theo tàu Hằng Nga 6 để thu thập đá cổ từ khu vực Aiken đến cực nam mặt trăng. Wang Qiong, phó giám đốc thiết kế dự án Hằng Nga 6 cho biết, đến nay nhân loại đã mang về ít nhất 10 mẫu vật từ mặt trăng, nhưng tất cả đều ở vị trí gần. Chúng tôi tin rằng những mẫu đất đá ở phía xa của thiên thể này chứa đựng những thông tin quý giá về điều kiện tồn tại của nước và băng. Đó chính là mục tiêu mà Hằng Nga 6 hướng đến. Bên cạnh đó, các nhà khoa học hy vọng có thêm những hiểu biết về quá trình hình thành mặt trăng thông qua những mẫu vật này. Asia Times cho biết giả thuyết về nước đóng băng trên mặt trăng đến từ một bài báo đăng trên tạp chí Science vào năm 1996. Trong đó, tác giả nêu khả năng có băng ở đáy một miệng núi lửa gần cực nam mặt trăng. Tác giả nghiên cứu còn ước tính trữ lượng băng ở khu vực này vào khoảng 60.000 đến 120.000 mét khối. Kể từ đó đến nay, hầu hết các chuyến thám hiểm mặt trăng mà loài người thực hiện đều nhằm làm sáng tỏ giả thuyết này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cho đến nay đều thất bại. Nếu tìm thấy nước ở mặt trăng, con người sẽ có tiềm năng định cư lâu dài ở thiên thể này. Theo Asia Times, con người tìm băng trên mặt trăng để có nước và phân tách thành oxygen và hydrogen, hai nguyên tố quan trọng để khởi phát và duy trì sự sống của sinh vật. Chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo nguyên liệu, đẩy cho tên lửa, phục vụ hoạt động khám phá không gian. Nói cách khác, nước là điều kiện tiên quyết cho quá trình thuộc địa hóa mặt trăng, hay xa hơn nữa là thái dương hệ của loài người. Trước Chandrayaan 3, dự án thám hiểm Apollo trong những năm 1969 đến 1972 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã ghi nhận một số thành phần khoáng chất đáng chú ý trên bề mặt mặt trăng như ilmenite, khoáng vật oxit sắt titan chứa 8 đến 10% oxy. Với việc khử tinh ilmenite, chúng ta có thể thu được lượng lớn oxygen và hydrogen. Hồi tháng 11 năm 2022, NASA đã phóng một vệ tinh nhỏ được trang bị laser cận hồng ngoại và máy đo quang phổ để quét địa hình và lập bản đồ băng ở cực nam mặt trăng. Nhưng sứ mệnh này đã thất bại do hệ thống đẩy của vệ tinh gặp sự cố. Khi chưa nước nào khai phá thành công, vùng tối ở cực nam mặt trăng vẫn là khu vực đầy bí ẩn mà các ông lớn trên thế giới hạ quyết tâm chinh phục. Cuộc đua ấy hẳn sẽ còn gay cấn hơn nữa trong thời gian tới. Trước mắt, chắc là những người đam mê khoa học vũ trụ sẽ chờ đón xem sứ mệnh Hằng Nga 6 của Trung Quốc có thành công hay không. Ấn Độ sẽ có kế hoạch gì sau chuyến thám hiểm vừa qua?
Và sau cùng, nước nào sẽ cầm chắc danh hiệu tiên phong khám phá cực nam mặt trăng? Hãy cùng chờ xem nha! Chương trình Khoa học Vũ trụ đến đây cũng xin được kết thúc. Thảo Nhi xin được chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình lần sau.